hai vợ chồng anh Hồng và chị Thúy. Và xin mời em chụp hình lưu niệm với chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị đã ở lại với chương trình. Và xin quý vị cho quá muôn 2019, em cho chị biết cảm nghĩ của em như thế nào. Vâng, thật sự là Flaco cũng đã tổ chức show làm và những cái chương trình và thi hoa hậu. Flaco đã đưa dẫn rất là nhiều người đi thi hoa hậu. Flaco không cảm nhận được cái sự run rẩy của những em thí sinh đứng trước sân khấu ngày hôm nay. Thật sự Flaco thật cũng biết nói sao, nhưng mà Flaco cũng rất là run. Flaco rất là cảm ơn tất cả các anh chị, bà con cô bác đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng lần sau Flaco sẽ được trở lại với trung tâm Việt World USA. Và em rất là hân hạnh được gặp anh. Và để đáp lại lời yêu cầu của quý khán giả trong đêm hôm nay, thì Flaco hy vọng sẽ có một đêm nào đó Flaco sẽ đồng hành cùng trung tâm tình nghệ sĩ và bằng đăng quang ạ. Thì bây giờ trước khi mà như vậy đó, thì em thật sự em rất là cảm ơn chị Yến Linh đã cho em có một cái cơ hội, đó là Việt World USA. Và em cảm ơn anh là một giám đốc của chương trình đã cho em có một cơ hội được ôm một bó hoa và ôm được một cái cúp như thế này. Thì quý vị biết biết Flaco bao nhiêu tuổi không quý vị? 15 ạ? Dạ không, nghĩa là không cần cái lứa tuổi nào, để sau này nếu trung tâm tình nghệ sĩ và Việt World mà có trở lại đây để mà chúng ta tổ chức tiếp một show nữa, thì chúng ta hãy nên nhớ lứa tuổi nào cũng sẽ có được một cái hạnh phúc của người ta. Chúng ta phải thử tài năng của chúng mình. Em cảm ơn chị Ngân rất là nhiều. I love you so much, thank you. Thứ nhất là chúc mừng đêm nay là cái đêm của em, có là đêm nay là đêm em là tỏa sáng nhất đêm nay, và hôm nay chỉ là cái bước đầu tiên trong con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của Flaco. Trong thời gian tới thì sắp tới là trung tâm tình nghệ sĩ có quay hình ngày 19 tháng 1 tại Cali với rất là 50+ nghệ sĩ nổi tiếng luôn. Có chị Giao Linh, Anh Khoa, cô Lệ Thu, Thanh Lan, Phượng Liên, đông lắm. Thì nếu mà đủ duyên thì phải do chị Linh sắp xếp thì được thì tham gia. Và sắp tới nữa là bên tháng 3 bên Thái Lan, rồi tháng 7 tại Cali, thì có lẽ là em sẽ được xuất hiện trên nhiều DVD để đi khắp thế giới cho người ta biết tài năng của Maryland là như vậy đó. Và cũng không quên là Flaco xin cảm ơn 4 vị giám khảo đã cho Flaco một cái điểm mà Flaco không ngờ là bữa nay Flaco nhận được. Em cảm ơn ban giám khảo cô Kim Anh, chị Thiên Trang là một người chị rất là dễ thương. Mà lần đầu tiên đó quý vị biết là Flaco có nói chuyện với chị Yến Linh là chị Yến ơi, chị cho em có thể đứng ở trên cái poster mà gần một người mà em mến mộ nhất được không? Chị bảo là không được em, bởi vì đó là giám khảo cho nên mình không thể chen lên trên tầng trên được. Cho nên Flaco cũng cảm ơn chị Thiên Trang rất là nhiều. Và chị Thiên Trang bây giờ là Yến Linh tắt tiếng rồi. Xin quý vị xin lỗi quý vị. Yến Linh chỉ muốn nói tất cả các em thí sinh không phải là không đoạt giải, nhưng các em vẫn được hợp tác và tụi em được mời đến trung tâm những lần quay hình những show. Không phải là chỉ có những thí sinh đạt giải, chị thay mặt trung tâm ban tổ chức cảm ơn tất cả các thí sinh hôm nay đã không ngại đường xa xa xôi đến tham gia, và xin liên lạc chị sau cuộc thi này. Không phải chỉ là thắng hay thua, nhưng các em đã được biểu diễn 400 khách ngày hôm nay và tất cả những báo chí và đài truyền thanh.
Dạ, và một cái nữa là Vũ muốn chúc mừng em là tại vì có nhiều người hỏi là ồ cái cuộc thi này có mua giải gì không hay là có đút lót đút tiền gì không, thì chắc chắn là với cái danh tiếng của Thiên Trang, của Kim Loan, của Kim Anh nhân nhân, thì những cái chuyện thì chấm rất là khó. Nếu mà gì nhìn cái điểm là cái gì nào cần coi điểm thì cũng sẽ có điểm, để cho hiểu rằng cái cuộc thi này chị Linh tổ chức là chỉ muốn là nâng đỡ các em bước vào con đường chuyên nghiệp mà thôi, chứ không có mua giải gì ở đây hay là không có thân quen gì hết, tại vì những ban giám khảo cũng không biết, cũng nhiều cũng không biết là cô lại hết. Dạ, thì hôm nay xứng đáng, em rất là xứng đáng, tại vì cái số điểm của em gần như là tuyệt đối. Vâng, em cảm ơn và em cũng muốn cảm ơn tất cả các thí sinh đã có mặt trong đêm hôm nay. Flaco muốn nói lời cuối là chúng ta hãy cố gắng lên. Tiếng hát của chúng ta rất là hay, nhưng có thể là chưa có duyên, chưa đủ may mắn để chúng ta trở thành một người ca sĩ hoặc là một người quán quân của Trung tâm Tình Nghệ Sĩ, cũng giống như là Vietworld USA. Flaco xin chúc tất cả các anh chị thí sinh có được một hạnh phúc nhất của đời chúng ta trong ngày hôm nay. Và Yến Linh xin quý vị cho Yến Linh một tràng pháo tay cho hai CEO anh Hồng Nguyễn và chị Thúy đã tài trợ giải nhất của chương trình hôm nay. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người có mặt đêm hôm nay. Và xin thay mặt công ty Damas Natural chân thành cảm ơn tất cả những quý khách đã được có mặt đêm hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn chủ ban tổ chức Yến Linh, Lina, La và tất cả các anh em trong ban tổ chức. Chân thành cảm ơn thật nhiều. Đây là một chương trình đầy ý nghĩa và rất là hoành tráng. Chị thay mặt công ty cảm ơn nhiều và nhiều lắm, và lát một là dinh dự cho công ty của chúng tôi. Và công ty Đa Mạc Natural là một trong công ty dược phẩm chuyên sản xuất những sản phẩm cao chất lượng và nghiên cứu rất kỹ lưỡng, và những dòng sản phẩm của chúng tôi được 4 sản phẩm ra thị trường trên đất Mỹ, toàn đất Mỹ, quê hương Việt Nam và hải ngoại. Và 4 sản phẩm đó là đông trùng hạ thảo, thuốc hỗ trợ khớp xương, thuốc tiểu đường và thuốc giảm cân. Nếu quý vị nào muốn eo thon bụng nhỏ thì hãy đến công ty của chúng tôi, sẵn sàng giúp cho quý vị có một dòng eo tuyệt mỹ và phát lên những chiếc bikini tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn tất cả và chúc tất cả nhiều vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn anh chị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.